Trận so tài giữa Atalanta và Man United đã kết thúc với tỷ số hòa hú vía dành cho đội khách. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý của cuộc đối đầu trên sân Gewit. Một sai sót của De Gea. Khi Man United thi đấu thiếu ổn định ở thời gian gần đây, người ta chưa bao giờ nhắc tới De Gea bởi thủ thành người Tây Ban Nha đã chơi cực hay. Nếu không có De Gea, Man United có khi còn để thua nhiều hơn ở trong giai đoạn này. Nhưng ở trên sân Gewit vừa qua, De Gea lại khiến fan Man United thất vọng. Phút thứ 12, De Gea để bóng lọt nách rồi từ từ lăn vào lưới sau cú sút chẳng có gì là quá nguy hiểm đến từ Josip Iklić. Bàn thua trước khiến MU đẩy mình vào thế khó và phải cần tới 2 lần Ronaldo tỏa sáng ở các phút bù giờ ở hiệp 1 và hiệp 2 để giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại. 2. Ronaldo lại sắm vai cứu tinh. Ở lần đi tại Old Trafford, Ronaldo chính là người đã ghi bàn ấn định thắng lợi ngược dòng 3-2 dành cho Man United. Đến trận lượt về trên đất Italia, Ronaldo lần nữa lại đóng vai cứu tinh cho Quỷ Đỏ. Hai bàn thắng của Man United ở phút bù giờ hiệp 1 và hiệp 2 đều nhờ công của Ronaldo. Như vậy, Ronaldo đã có 5 bàn trong 4 trận đã qua cho Man United ở trận League mùa này. Theo Opta, Ronaldo là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 lần ra sân liên tiếp tại UEFA Champions League cho Man United kể từ thời Ruud van Nistelrooy vào tháng 4 năm 2003. Ngoài ra, Ronaldo 36 tuổi và 270 ngày là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được hơn 2 bàn thắng trong một trận đấu cho Quỷ Đỏ Cúp Châu Âu. 3. Thất vọng Paul Pogba. Paul Pogba không phải thi đấu vào cuối tuần trước do đang trong thời gian thụ án treo giò 3 trận ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh có 69 phút vô cùng thất vọng trước Atalanta. Ngoài những đường chuyền không mấy chính xác thì các pha xử lý của Paul Pogba cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ đối với Man United. Rõ ràng bộ mặt của Pogba hồi đầu mùa giải 2021-2022 và cho đến nay là hoàn toàn khác biệt. Man United cần một Pogba xuất sắc hơn ở giữa sân để chia sẻ với Bruno Fernandes hơn là một cầu thủ chơi chăm chăm thể hiện cá nhân cùng với những kiểu tóc thay đổi liên tục. 4. Alex Bailly quá hay. Vắng Victor Lindelof, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 với sự thay đổi đáng chú ý ở hàng thủ khi để Alex Bailly đá chính bên cạnh Raphael Varane và Harry Maguire. Cá nhân Bailly đã có một trận đấu rất ấn tượng khi Varane còn ở trên sân hay khi phải ra nghỉ sớm vì chấn thương. Sự càn lướt, sức mạnh và lăn xả của Bailly nhiều lần đã giải nguy cho chính Maguire và Man United. Khi cầu thủ người Bờ Biển Nga không bị chấn thương và có cảm giác bóng tốt, anh nên được đá chính tại Man United. Màn trình diễn vừa qua của Bailly là lời nhắc nhở dành cho Solskjaer tới vì sao anh có lý do để kêu ca việc mình xứng đáng được trao hộ nhiều hơn. 5. Bảng F quá khó lường. Trước lượt trận thứ 4, Man United hơn Villarreal và Atalanta 2 điểm và hơn Young Boys 3 điểm. Như sau trận đấu sáng nay, Man United cũng có 7 điểm nhưng Villarreal xếp trên nhờ hơn đối đầu. Ngoài ra, Quỷ Đỏ cũng hơn Atalanta 2 điểm và Young Boys 4 điểm. Với việc còn 2 lượt đấu nữa, 4 đội bảng F đều có cơ hội giành 2 vé đi tiếp. Lợi thế thì nghiêng về Villarreal và Man United với cùng 7 điểm. Có thể màn so tài sau lượt trận sau sẽ có hai câu lạc bộ tìm ra được tấm vé đầu tiên chơi ở vòng 1/8 Champions League năm 2021-2022.